phát hành game có tặng quà cho mình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vô mình nhận nha. Đây, tất cả nè. Đó, 204 kim cương và 1200 tiền sao. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình phải trả giá một điều các bạn ơi. Hu. Là do mình quên các bạn, ngày hôm qua là nhà mình cúp điện nguyên ngày luôn các bạn, cho nên là mình không có ra video các bạn. Và mình đã trả giá một cái gì mình quên các bạn ơi. Nếu không mình không quên là mình cũng đâu có tới mức này. Trời đất ơi, là ngày hôm qua mình quên điểm danh các bạn ơi. Không biết là có bạn nào quên giống như mình hay không nữa. Bây giờ mình nếu muốn điểm danh bù á thì phải tốn 76 qua C thì mới được cái mũ này các bạn. Ôi, cay thế nha. Cái mũ của Thường Lộc nhìn nó rất là dễ thương luôn các bạn. Trời ơi, nhìn hai cặp sừng nè, đủ thứ màu luôn các bạn. Gì mà mấy cái hộp màu nữa các bạn. Rồi có lỗ mũi nữa nè. Ồ, con mắt nè. Mình thấy cái nón này nó khá là đẹp á các bạn. Có hai lỗ tai nữa. Trời ơi, cay thiệt chứ. Mình quên các bạn. Mà nếu mà bỏ ra 76kc á thì nó hơi ổn các bạn. Mà bây giờ mình không bỏ ra 76kc mình mua á, là tới năm sau mình mới nhận lại được nha các bạn ơi. Thì cái mũ này năm sau nó sẽ quay lại nha các bạn. Nhưng mà tới một năm sau lận chợ Noel năm sau á nha các bạn, thì nó sẽ rất là lâu á. Ờ, với một người mà ít mặc đồ như mình á thì mình sẽ quyết định là mình sẽ bỏ qua nha các bạn ơi. 76kc này để dành là mình mở hộp cho các bạn xem nha. Tại vì mình cũng ít mặc đồ á các bạn. Còn những bạn nào mà hay mặc đồ á thì các bạn có thể sắm nha. Tại vì tới một năm sau nó mới quay lại các bạn. Mẫu nó đẹp nha các bạn. Ồ, hơi bị buồn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ điểm danh quà ngày hôm nay nha các bạn ơi. Mình vô mình điểm danh liền nha các bạn, không là quên ấy. Trời ơi. Ui, cây ước nguyện tảo ca. Cây này là cây vivid luôn à. Vậy cây này chắc to lắm á các bạn. Một xíu nữa mình để mình vô nhà mình đặt ra ở coi nha. Ủa, nhưng mà mình để ý một điều các bạn ơi. Hình như cái cây này có một cái con cún nó bị dính ở trên đó các bạn. Ở con cún này nó ăn kẹo. À, chạy lên đây ăn kẹo bị dính luôn trên đây các bạn. Ngoài con cún nó có con hải cẩu với lại con gì trên đây nữa nè. Trời ơi, thì ra là mấy cái con này nó bay lên nó ăn kẹo nó dính luôn trên đó các bạn. Và các bạn lưu ý nha các bạn ơi, các bạn đừng có quên ngày mai nha. Ngày mai đó, những bạn nào mà đi chơi Noel hay gì này nọ các kiểu à, có thể quên á. Đó, ngày mai các bạn nhớ vô điểm danh để lấy xe Thần Lộc nha các bạn ơi. Cái này mà quên á là hình như là mình nhớ không làm thì nó sẽ không cho điểm danh bù á các bạn. Nếu như các bạn quên là mất luôn á, là có là nó không cho các bạn bỏ cái xe ra điểm danh bù đâu. Cho nên là các bạn nhớ nha các bạn ơi, đừng quên nha. Trời ơi. Mình không phải là mình quên một cái này đó các bạn, nhưng mà mình quên nhiều lần rồi các bạn. Đây, ngày 23 mình quên mất cái nón nè. Và mình nhớ có một ngày 22 mình cũng quên nữa nè các bạn. Cay thế nhờ. Ngày 13 mình cũng quên nữa nè. Ở đây mình bỏ nhiều đồ lắm các bạn. Ngày số 5 mình cũng quên luôn nè. Ôi, cay thế nhờ. Không biết có bạn nào quên giống mình hay không nữa. Quên các bạn ơi, chứ không phải là không muốn làm. Ôi, buồn thì chứ. Bây giờ thì mình vô mình gửi tiền ngân hàng các bạn ơi. Đó, những bạn nào mà thấy mình, ủa anh quà sao kim cương của anh nhiều vậy. Thực sự là ngày nào mình cũng gửi tiền ngân hàng hết nha các bạn ơi. Ôi, gỡ tiền ngân hàng thì nhớ, nhưng mà cái kia thì lại quên, cái điểm danh thì lại quên, cay thiệt. Điểm danh đều đặn á thì sẽ có KC để xài từ từ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình mở hộp luôn nha. Bữa nay hình như có một cái hộp á các bạn. Đây, ui, hồi đó mình tưởng hộp này là hộp mới các bạn ơi, nhưng mà hộp này là hộp cũ nha. Rất là nhiều bạn comment trong video của mình nói hộp cũ các bạn. Đặc bộ ánh tím nè, không biết là trong hộp này có cái gì đây. Bụi quá, trời đất ơi, là xịn dữ chưa. À, ủa nhà hết luôn rồi hả. Trời ơi, bữa nay cũng hình như cũng có kho báu nữa nè các bạn ơi. Ồ, bộ đồ mũ kem à. Nhưng mà mình nghĩ chắc mình sẽ không đi đào các bạn, tại vì mình không có thời gian á. Nếu như có thời gian thì mình nghĩ mình chắc cũng đi đào các bạn. Mình không có thời gian cho nên mình sẽ không đào nha. Bây giờ thì ôi các bạn này dí theo mình để ký à. Mình ký cho bạn này cái nha. Rồi mình đã vô được nhà rồi nha các bạn. Bây giờ á thì mình sẽ thu hoạch cây nha. Ủa, cây chưa thu hoạch được các bạn ơi. Rồi mình sẽ nhận quà nha các bạn. Đây, nhà phát hành game có tặng quà cho mình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vô mình nhận nha. Đây, nhận tất cả nè. Đó, 204 kim cương và 1200 tiền sao. Đó, tiếp tục nha các bạn. Ở hộp tò mò nè, 1500 tiền sao nè. Ờ, mũi phan nè, tiếp tục hộp tò mò nữa nha các bạn. 300 tiền sao nè. Ờ, 10 cái sẻ và một hộp bốc thăm Giáng sinh. Ui, được cái mũ luôn hết vậy. Wow. Ui, mũ ông già Noel luôn. Đây, xinh. Ôi, mình nhận thêm 3000 điểm vương miện nữa nè các bạn. Và một gói Vivid Pass nha. Ủa, cái này cái hình. À, hình một bạn nữ cầm một hộp quà. Xịn nhờ. Rồi bây giờ thì mình nhận Vivid Pass này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nhận hết tất cả đồ Vivid Pass này để mình review cho các bạn nha. Đầu tiên á, đây là một con thú cỡ nha các bạn ơi. Phương tiện á các bạn. Đây, con ngựa cây thông nè. Phương tiện nha. Đó, một xíu nữa mình sẽ ra ngoài mình cỡ cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mở cái này nữa nha. Cái này là một cái mũ nha các bạn. Đây, cái mũ lông láng vậy nè. Lông lanh. Rồi, đây, rồi, bây giờ vậy là mình đã nhận xong cái mũ rồi nha các bạn ơi. Rồi, đến cái hộp nè. Ờ, mở luôn cái hộp này, không biết là trong hộp này có cái gì hay không. Trời, đây là cái áo đen. Túi hẻo luôn. Rồi, bây giờ đến cái áo nha các bạn ơi. Xịn. Wow, áo có cái chuông nè, xịn vậy.
Rồi tiếp tục nha các bạn ơi. Rồi đôi dài nha. Rồi tới hộp mở hộp thường nha. Không biết hộp thường có cái gì trong đây đây. Ui đôi dài nữa. Ui xịn nha, cái hộp thường nha các bạn ơi. Ui xịn. Ngon ấy, ngon ấy. Rồi đồ bộ tóc nữa nè các bạn. Khuôn mặt nữa nè. Wow. Ê hình như khuôn mặt này có một cái nốt ruồi các bạn. Nè nghe con mắt nè phải không? Nó có một cái nốt ruồi nghe con mắt nè. Ui xịn vậy. Bản đồ à. Ôi xịn vậy. Một xíu nó mà đặt ra thử nha các bạn. Mình thấy nó rất đẹp luôn á. Ui ồ cái lo trường học với lại cái cây xương rồng các bạn. Ủa nữa hả? Hồi nãy mình đã nhận được rồi mà. Bây giờ nhận được thêm một cái nữa nè. À mà cái này nó khác hồi nãy nha. Wow cái này là nguyên cái khinh cái cầu chà bá luôn nè. Ồ không biết nó to không hán các bạn. Ủa sao nhiều vậy? Nữa nè. Ồ bây giờ tới con ngựa. Ôi xịn. Ủa hình như nữa nè các bạn ơi. Ui cái này sao giống nguyên đảo cái ao vậy. Ồ xịn vậy. Đu quay à. Rồi mình sẽ mở luôn cái hộp này luôn nha các bạn. Đây hộp cao cấp nè. Trời ơi được cái gì đây. Giá để bản nhạc à. Một con gấu. Wow gấu thì chắc chắn nó phải có rồi các bạn ơi. Không có là không được. Nó tượng trưng trong VIP mà các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp sang trọng luôn nha. Không biết hộp sang trọng này nó sẽ có cái gì trong đây đây. Trời ơi như vậy. Rau củ nướng à. Máy lọc nước. Rồi chịu rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ mở luôn mấy cái này nha. Không biết trong đây có cái gì hay không nè. Nó không có cái gì hết các bạn ơi. Rồi thủ hẻo luôn. Ủa có nha. Kim cương thì phải. Đây mở cho các bạn xem nha. Một kim cương ở nhiều thế ớt nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài các bạn. Ở trong đây nghe nó chặt quá à. Rồi bây giờ thì mình sẽ review VIP nãy giờ mình nhận cho các bạn xem nha. Rồi sửa nhà thôi. Đấy. Ui nãy giờ mình nhận khá là nhiều đồ các bạn. Gấu nè. VIP nè. Ô VIP nhiều thế nha. Xịn vậy. Đó. Ui 4 cái luôn. Xịn nha. Ui VIP này đồ kiểu như đồ nội thất khá là đẹp đó các bạn. Ok, mình đã đặt hết đồ VIP ra cho các bạn xem rồi nha các bạn ơi. VIP mùa này á, thì đồ nội thất nó khá là đẹp nha. Bây giờ thì mình sẽ vô mình mặc đồ cho các bạn xem đó nha. Tóc nè, và cái mặt có cái nốt ruồi nè. Xinh vậy. Nguyên bộ đồ luôn. Ủa, cái nón này chứ, đúng rồi. Em này mặc lộn nón nè các bạn ơi. Đây, cái mũ nè. Cái mũ mà hồi nãy mình mở hộp quà nó hên chúng nè các bạn. Ồ, khá là hấp dẫn nha. Đây. Ok, đây là gói VIP nha các bạn ơi. Đó. Khá là đẹp nha các bạn, dành cho những bạn nữ nha. Đầu tiên là con gấu á, thì mình lại gần á, thì nó lắc qua lắc lại nha các bạn. Đó, quẩy luôn. Còn đây là cái gì đây? Đây là cái cục gì á các bạn, nãy mở hộp ra ánh tím gì đó. Còn đây là cây thông mà ngày hôm nay điểm danh nè các bạn ơi. Đó, cái con cuốn như là con hải cẩu nè, nó ăn kẹo nè các bạn. Rồi, nó bay vô cây này, nó dính luôn trong cây này nè. Trời ơi, cái con này hình như là con lạc xưởng thì phải. Mùi VIP này, lần này nó khá là đẹp các bạn. Nhưng mà không biết là nó có phát sáng hay không á, để mình tắt đèn cái. Ôi ủa có phát sáng nha các bạn ơi, có phát sáng, mình lại gần thì nó phát sáng nè. Ê, cái cậu nó bay đâu rồi, xịn nhỉ, có phát sáng nha các bạn ơi, xịn nha. Ok rồi bây giờ mình sẽ mở đèn lại cho các bạn dễ quan sát nha. Đó, ôi dòng đuôi quay nó quay nè, hấp dẫn vậy trời, xịn ghê á, xịn cái cầu nè, mà lại gần á thì nó bay lên nè các bạn, xịn vậy, không biết là mình lên đây mình đứng được không ta, ê, để mình chạy qua đây nha, đó, hí, ê đứng được nè. Xịn. Wow. Xịn nha các bạn ơi. Nó bay hoài luôn các bạn, không rớt luôn nha. Khi mình đi ra chỗ khác nó mới rớt rồi. Xịn. Ủa nó rớt nè. Vậy nó bay lên thời gian nó rớt các bạn ơi. Còn bên đây là cái chỗ hội ngựa các bạn. Đó không biết hồi đó các bạn có ai kiểu như là hội ngựa không ta. Chèo lên con ngựa này chạy vòng các bạn. Đó mình cũng hay chơi lắm á. Đó mình chơi hình như là 2.000 một vé các bạn. Hình như quay được 10 vòng hay gì cái hết các bạn. Tốn 2.000 hồi đó nha các bạn, còn bây giờ thì mình không biết, tại giờ mình lớn rồi mình không có chơi cái này nữa, không biết còn bạn nào chơi cái này hay không ha. Bên đây là xe lửa à. Ơi xe lửa. Ơi xe lửa, mình lớn rồi mình vẫn còn chơi nha các bạn ơi. Đó mình đi ra công viên cũng hay ngồi kiểu như không phải xe lửa đâu các bạn, nhưng mà mình chơi dạng cao cấp hơn các bạn, mình chờ mình ngồi tàu lượn siêu tốc các bạn ơi. Đó xe lửa thì ngồi kiểu như nó bình thường thôi các bạn. Rồi xịn nha. Ồ khá là đẹp nha. Có xe lửa ở ngoài đời nữa nha các bạn ơi, nhưng mà mình chưa có đi. Còn đây là những cái món đồ mà kiểu như là tái chế nha các bạn. Họ lộn chế tạo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình review cái con ấy cho các bạn xem nha. Cái con phương tiện đó các bạn, cái con cây thông gì đấy. Rồi mình đã ra được ngoài nhà rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái con cây thông hồi nãy ra nha. Cái con mình quên tên rồi các bạn. Con ngựa cây thông các bạn. Ồ xịn vậy. Ồ cái con này chạy nó khá là chậm nha các bạn. Thì nó có hiệu ứng lá cây nữa nè, mà hiệu ứng nó hơi nhỏ nha. Đó các bạn chạy cái lá cây nó bay nè các bạn.
Xịn nha. Đó, chảy, chảy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tốc độ nha. À, đâu nhỉ? Đây. Ở tốc độ là 3,5, lực nhảy 17 nha các bạn. Và một chỗ thì cái con này hình như là mình thấy nó dở hơn cái con cái đôi này các bạn. Cái đôi này nó cũng y chang nhau luôn bạn. Nhưng mà tốc độ nhảy thì nó lại 20 lần tốc độ thì 3,5, y chang nhau luôn. Mà được cái lực nhảy nó bự hơn các bạn, chứ tắt nè, chứ tắt nó ok hơn các bạn. Đánh giá chứ tắt nó cao, nó kiểu như là nó điểm cao hơn nha. Mặc dù chứ tắt là cái nền xanh các bạn. Đó, cái nền xanh dương, còn bên đây là cái nền tím luôn. Nền tím mà vậy mà nó lại dở hơn ta. Kỳ vậy. Mình cũng không hiểu nữa các bạn, chắc tại là kiểu như trong Vivid nó độc quyền á. Đấy, đấy, còn cái kia là free á các bạn. Đó, khá là xịn nha. Thế nhờ nó độc quyền cho nên là mới. Ủa cái gì vô chơi vậy? Trời ơi. Mình để mình qua kia mình chơi với mấy bạn bên đây các bạn. Mấy cái bạn này đẩy cái cụm này, mấy bạn nói là vô chi các bạn. Trời ơi. Cái gì vậy? Lát đít gì vậy? Lát đít ơi ơi, trời chẹo rồi. Dạ hai bạn đó nhìn hai bạn đó chơi chung với nhau vui quá các bạn ơi. Ôi, mình nghĩ chắc clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Chúc các bạn mùa Giáng sinh vui vẻ nha. Ấm áp bên gia đình và người thân nè. Let's go.